Đấu tranh chân lý ngày càng phát triển, song song đó là các giải đấu với quy mô lớn ngày càng nhiều hơn. Gần đây nhất, chúng ta có Noxus Cup, giải đấu nằm trong khuôn khổ Runeterra Reforged dành cho khu vực Bắc Mỹ, do Riot và Giant Slayer đồng hành thực hiện. Các tuyển thủ đã tranh tài và biểu diễn những trận đấu mãn nhãn nhất, cảm xúc nhất. Và nhắc tới cảm xúc, chắc chắn không thể bỏ qua Piltover rồi, được không anh em? Hãy cùng cà phê nhân phẩm theo dõi trận đấu Piltover lội ngược dòng, hô biến bé long 50 số của anh chàng Classy Cola ngay sau đây nhé. Nền tảng GG Live, nền tảng mang đến hệ sinh thái streamer và idol được đào tạo cực kỳ bài bản, cực kỳ chuyên nghiệp. Đã vậy, khi đến với GG Live, anh em sẽ không chỉ được xem live mà còn vừa giải trí, vừa gia tăng thu nhập. Nền tảng sẽ liên tục tổ chức các giải đấu eSports độc quyền, hứa hẹn là sân chơi để viewer tỏa sáng đỉnh cao, tìm người chơi cùng cực dễ, đi kèm nhiều ưu đãi hứa hẹn, xem là mê. Ghé GG Live ngay và luôn anh em nhé. Cổng dịch chuyển hôm nay là kho tàng thiên thực, rau quái đầu cho hai tướng ba vàng là cậu bé thời gian Echo và mực một nắng Vel'Koz. Rao tiếp trả hai mảnh trang bị, kiếm và giáp. Và thứ mang tới đột biến chính là Vi, mảnh ghép còn thiếu của Piltover, đã xuất hiện trước cả vòng chọn nâng cấp. Rao 3 không cho thêm đồ mà còn dâng đến tận miệng một Jayce nữa cơ. Anh không giữ lại mà bán đi để tích 10 vàng từ sớm. Tín hiệu vũ trụ thực sự muốn anh chàng này có một game Piltover cháy sườn, nên cho luôn chiếc nâng cấp dành riêng cho hệ này, mang tên Nhà sáng chế huyền ảo. Các Piltover gây thêm 7% sát thương với mỗi 10 vàng bạn có, tối đa 35% và có 33% cơ hội nhận được vàng đầu mỗi round. Anh roll cái 2 và 3 cho có thủ tục thôi, rồi cũng chốt về trên nâng cấp này. Đối thủ đầu tiên có 3 Demacia với lời thề hộ vệ ở trên thì họ hơn anh một đồ ánh sáng, nhưng còn Kale thì no damage, nên anh phải nhận một trận thắng ngoài ý muốn. Nhưng cũng may, đây là trận đầu, chứ mất chuỗi giữa chừng còn toang hơn. Đối thủ tiếp theo thì hơn anh đến một cấp và có Illaoi 2 để tranh, nên anh sẽ không phải thắng tai nạn nữa. Liên tục là các đồng vàng sinh ra từ Piltover, anh tiếp tục thêm một Orianna nữa để có cơ hội nhận tiền từ nó. Nhà Ionia có nâng cấp đánh nhau là cậu mệt nhỉ. Chủ tư 2 sao đứng sau E-Ray và Seth, chỉ việc bắn và bắn, lấy của anh 4 máu. Vì thắng round đầu nên máu còn khá nhiều, anh đi chuyển lượt 3, may mắn lụng được Echo cầm gậy. Về nhà Echo lên 2, các Piltover nảy ra được 3 vàng, nâng vàng của anh lên hơn 40, cái thế giàu điên. Chuỗi thua lên 3 khi mà đối phương là nhà đang 100 máu với Noxus. Với 15% thưởng chinh phạt từ 3 round trước thì họ đánh bại Piltover một cách dễ dàng. Thậm chí anh còn thua nguyên sàn, không đếp được bất cứ con nào luôn. Để chắc ăn không bị đòn chuỗi thì ở những giây cuối trước combat, anh thay Echo 2 bằng Echo 1. Nhà đấu sĩ ngang cấp với anh, nhưng cho Gat và Renekton 2 sao là đủ để tranh cho rắn khạc khạc rồi. Anh thành công giữ được chuỗi và cũng tích được 50 vàng. Một khởi đầu chịu đấm khá là suôn sẻ rồi đấy. Người đá trả hai cung. Nhịp độ trận đấu được đẩy nhanh ở vòng chọn 2 khi các nâng cấp lần này đều quá bling bling. Anh có thể chọn quỹ phòng hộ để tích vàng rồi lên 8 comeback, nhưng đấy không phải nâng cấp anh đang cần thì phải, nên đã roll rồi. Pháo đài bất hoại ở mức tạm được thôi, chứ so với các nâng cấp kim cương khác thì không ngon. Cặp đôi thì lại nâng cao quá nên anh cũng đổi luôn. Khổng lồ tí hon sẽ là lựa chọn giúp anh có thể hồi máu linh thú và nuôi bé long mau lớn hơn nên cho đơn. Anh up cấp, thêm Jinx và mod mảnh ghép thích ứng cho Echo. Vì chưa có vô pháp nên Echo dễ dàng bị hạ gục. Jinx và Ori đứng sau cũng không gây được sát thương là bao. Chuỗi thua nâng lên con số 6. 3.3, anh lên 7 và vẫn còn hơn 50 vàng trong tay. Thêm Grace, kích bắn tỉa và vô pháp. Dù hơn đối phương đến 2 chest nhưng anh chưa lắp đủ gì và họ còn đang sở hữu Samira 3 sao cầu đôi hoàn cảnh, nên anh tiếp tục kéo dài chuỗi thua thêm một round nữa. Sau khi đi chợ lụm thêm mảnh găng thì anh lắp cung xanh cho Jayce, một món cần thiết cho các bài đánh tay như bắn tỉa nhằm mục đích giảm giáp hàng thủ địch, từ đấy xuyên qua chúng nhanh hơn. Anh đép được 2 chest và còn 39 máu. Bé long 25 số thì nổ cũng ok rồi, và tầm này không sợ ai đòn nữa. Anh lắp thêm rìa khổng lồ cho Jayce. Trên sân lúc này ngoài Jinx ra thì toàn Piltover, vì anh muốn hack nhiều vàng hơn từ nâng cấp đầu tiên. Gặp ngay nhà Noxus, Winstreak 100 máu thì hết cứu. Anh thua nguyên sàn, có chuỗi thua 9, nhưng cái giá đổi lại thì lượng máu đang rất nguy hiểm ở mức 27. Bãi sói trả thêm một gậy, một găng. 4.1, anh lên 8, bắt đầu update đội hình để bé long chóng lớn. Ryze, Sejuani và Soraka được tung vào sân. Chùy xuyên phá là món cuối cho Jayce, bên kia là nhà Kale 3 sao vẫn kẹt ở 6. Khả năng rất cao anh sẽ nổ được mà thôi. Nhưng tôi đoán sai rồi công ạ. Jayce không đủ lực để hạ combo P3 cầm giáp gai một cách nhanh chóng. Người giữ búa câu kéo được rất nhiều thời gian cho Kale tích cuồng đao rồi quạt như cái máy. Địch thắng xít sao một chest. Nhưng không sao, anh vẫn có thể update được rất nhiều với lượng vàng đang có. Nâng cấp cuối là bậc bạc thôi, tạo điều kiện cho anh dễ nổ hơn. Pick trái tim bắn tỉa.
anh giữ lại 45 vàng để tận dụng nâng cấp đầu tiên cho Jay thêm sát thương, cũng như Rice tạo được nhiều cổng hơn. Quỷ thư lắp cho lão pháp sư. Nhà top 1 là đối thủ tiếp theo thì Ron Ma Ron Quỷ có luôn Gangplank 2, chết 7. Con tàu của hắn lao đến và nổ một phát thôi thì hàng thủ của ta đã tan thành mây khói. Rice chưa kịp tạo cổng đã phải nằm. Jay vẫn đang bắn và cố gắng giảm thiểu thiệt hại xuống thấp nhất. Chiếc thuyền ngoài xa lần nữa đâm vào và lấy mạng Jay. Và đó là chuỗi thua 11, còn lại 15 máu đến từ người chơi hệ nghiện. Đến lúc dầu sôi lửa bỏng rồi nên anh quyết định roll mạnh. Jay vẫn chưa lên 3 nhưng anh roll được Gangplank và kịp kích mốc 6 bắn tỉa ở những giây cuối. Đối diện là Saya Dũng Sĩ. Dù cô nàng lắm lông đã 2 sao nhưng giàn chán thì đang dùng Warwick để cầm đồ. Các món như giáp lửa, tam hợp hay gương lửa gạt đều không phải thuần tranh. Thuyền của Gangplank bơi đến, hiệu ứng quỷ thư được kích hoạt trên diện rộng. Jay cùng Jinx nã đạn, đục thủng được giàn chắn của họ, rồi cùng Echo tấn công Saya. 3-1, không trồ cũng què. Saya bỏ mạng và anh nổ hũ thành công. Đi chợ, lụm Saiyan cầm kiếm. Và rất nhiều vàng tuôn ra. Có một đồ ánh sáng là Blue ánh sáng. Bé Long 50 số xuất hiện. Anh thay Heimer cho Vi và thêm Sejuani kích đấu sĩ với Saiyan. Ụ súng Heimer được trang bị 2 bỏng. Blue ánh sáng ghép cho Gangplank để hắn ra chiêu càng sớm càng tốt. Nhưng đấy chưa phải tất cả, vẫn còn nhiều dâng đồ anh chưa xử lý kịp. Gặp lại nhà Samira 3 sao thì họ còn ở cấp 6. Suem 3 có cặp đôi chống chịu rất tốt, nhưng bé Long rất tiếc. Jace và các bắn tỉa chỉ việc cấu máu. Hơi thở của bé Long khẽ ra ngay sau đấy, và đến đâu là cúc đến đó. Samira rất cún, mà cún thì sao đọ lại khủng long. Chiến thắng hoàn toàn thuyết phục. Hai dương đồ on được mở ra, một tam hợp cho Gangplank, còn Sejuani có mùa đông vĩnh cửu. Jace tự động lên 3. Anh chơi lớn, bỏ luôn Saiyan và đánh 6 bắn tỉa. Nhà Noxus ở 4.6 vẫn còn đang Mordor và Belvet 1. Còn bắt đầu, tàu Gangplank bị đắm vì chạy bon bon ra sau, đâm vào con rắn màu vàng. Nhưng Jace vẫn lo được, bắn, tiêu diệt lần lượt mấy tên tay sai rồi mới đến chung cuối. Belvet và Mordor 1, lượng máu mỏng manh khiến cả hai không cầm cự được quá lâu. Hai kho bay màu thì chơi bời gì nữa? Klazikola có chuỗi thắng 3. Anh được cho thêm 2 mảnh, một váy và một dương đồ lẻ tùy chọn. Đầm mảnh kiếm, nhận về cung, anh tối ưu cho Aphelios cuồng cung và Sejuani cái giáp gai. Bắt đầu combat 5.1, Gangplank với bùa xanh nhanh chóng gọi thuyền tới. Sát thương từ cú va chạm cộng thêm đòn đánh của Jace khiến đối phương lủng đi một cánh. Bé Long sau đấy cũng tích đủ mana và khạc ra tia laser tiêu diệt cánh còn lại. Đối đầu lại nhà chinh phạt, bên kia đã ổn định với hai nguồn sát thương chính từ Nila và Saya. Thế nhưng hàng thủ địch lại không quá chắc chắn. Điều này có thể thấy được, chỉ với vài đường nét cơ bản của ta cũng đã khiến Saya và Nila bị mất đất diễn vì không có ai che chắn. Sát thương dứt điểm từ Jace là đủ hàng gục toàn bộ mà không cần bé Long ra chiêu. Round sau khá chóng vánh, Jace và Gangplank đứng một bên dồn đam nên bên kia khó lòng trụ vững. Thêm vào đấy, đối thủ vẫn chưa đạt tới ngưỡng sức mạnh tuyệt đối khi Kale 3 sao nhưng vẫn còn đang cấp 8. Anh chàng này còn phải chờ thêm một khoảng rất lâu nữa mới có thể lên 9 để phát huy hết sức mạnh của Kale. Còn bây giờ thì chịu khó ăn những củ đấm yêu thương nhá. Không có món thủ nào ở chợ nên anh đành lấy đồ cho Afe phụ đam. Heimer tự lên 2 nên anh được đà run tới. Tướng 5 vàng ra cũng khá nhiều. Ari cũng cống hiến nhưng thứ anh cần bây giờ là Saiyan 2 sao. Chạm trán Samira cập đôi ở 5.5. Nafiri bị thuyền Gangplank đâm vào nên nằm rất nhanh. Sau đấy cô nhập vào Samira. Nhưng Sejuani 2 cầm giáp gai không hề dễ bị hạ gục. Saiyan từ góc tông thẳng vào Samira khiến cô bị hất lên. Jace chớp thời cơ tiến lên và bắn, đem về chiến thắng thứ 7. Echo tự lên 3, có xu nào là xáo luôn để roll, nhưng anh còn thiếu 3 vàng để có Saiyan 2. Đụng độ nhà Belvet Noxus chống rất lực, nhưng đến khi combat nổ ra thì lợi thế hầu hết nghiêng về phía ta. Saiyan hất một lần cả Belvet lẫn Mordor. Bé Long theo sau cũng khạc đúng lúc cả hai đang bay, khiến chúng liệm ngay lập tức. Đối phương sau khi thua một round đau thì cũng bị anh tiện đi nấu ăn. Hạ dầu ngàn tuổi, anh cho cậu bé thời gian lưỡi hái bóng đêm để tăng sát thương. Tái ngộ nhà Kale đã lên 9. Tiên nhân chưa kịp tích số cuồng đao thì đã bị Saiyan lao vào hỏi thăm. Vừa mới đặt chân xuống đất thì ăn trọn cú khạc của bé Long, khiến Kale cũng chôn chân chịu chết. Các vệ tinh xung quanh bị Jace và Gangplank làm gỏi hết rồi. Suýt nữa thôi là anh đá thêm nhà này out top. Mình mạnh thì mình làm gì chả được. Anh bán Gangplank và nhường đồ lại cho Heimer. Lúc này Kale được thoải mái hơn tí vì Saiyan tông vào thì đã có Mordor đứng che. Cô từ từ tăng tốc độ quạt thì bị bé Long phát hiện. Bé khạc cho sang game sau mà tích. Món cuối anh chọn là giáp máu cho Sejuani. Trận chiến giờ chỉ còn anh với nhà Ionia. Gangplank 2 của đối phương mong manh dễ vỡ nên bị Jace bắn hạ từ rất sớm. Vị thuyền trưởng trước khi nằm cũng kịp gọi thuyền tới và lấy nửa cái máu của Jace.
Phía còn lại, đối phương cũng không thể đỡ được sát thương từ súng và AFE nên cũng tan vỡ dần. Classicola gặt top 1 game này. Piltover quả không làm chúng ta thất vọng được không anh em? Đánh đổi lượng máu và mang về những phần quà giá trị thôi nào. Nếu anh em thấy video hay, đừng quên một like, một share, một subscribe cũng như chuẩn vào nút chuông để không bỏ lỡ các video phân tích trận đấu thú vị từ các fan nhân phẩm nhé. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.